Nói chung bây giờ em có thể ra tiệm mua xe khác cũng được, em có thể suy nghĩ lại. Còn lên tới đây rồi không có suy nghĩ gì nữa. Bây giờ em qua mấy cửa hàng mua xe á, em mua chiếc xe ẹt giống như anh á, tầm cỡ ba mấy thôi. Cái này nói thiệt luôn. Hả? À, ba mấy hai mấy cũng có nữa, chính chủ đàng hoàng. Nhưng mà lý do tại sao em lại chọn mua chiếc xe này? Thì anh thì coi clip thì biết rõ quá trời rành. Hello anh em ha, mình là mình đây. Thì hôm nay là một video kỷ niệm của mình với chiếc xe này. Không dễ gì mà bán anh em, thiệt sự luôn, rất là tiếc nha. Bán mà tiếc, thiệt luôn. Tiếc ở đây là tiếc cái khoảng thời gian mình gắn bó với chiếc xe. Và cái gì nữa, tiếc là sắp tới không còn ẹt để mà chạy. Nhưng không sao, mình có một cục tiền, nếu mà thích mình có thể tiếp tục mình mua chiếc ẹt để mà lên cục máy lớn hơn. Còn chiếc xe này nhường cho một em trai ở miền Tây. Bạn này ở đâu mình không nhớ, nhưng mà điện thoại cho mình hỏi là anh Thiện ơi, còn bán xe hay là không? Mình bảo là xe anh Thiện hết bán rồi, giờ để chơi. Xong rồi bạn này năn nỉ gọi mình mười mấy cuộc anh em, bảo là nhường cho em đi, em không có trả giá luôn. Nói chung là đúng là đam mê luôn mới mua chiếc xe này. Người bình thường không có mua xe này chi hết á. Với cái giá bốn mươi mấy triệu, anh em có thể đi ra cửa hàng mua một chiếc xe mới về để mà chơi. Với cái số tiền bốn mươi mấy triệu thì anh em có thể mua 155 VVA, ẹt 150, Winner, Raider, Sonic. Nói chung là cái tầm giá tiền đó là anh em có thể chơi rất là nhiều dòng xe. Nhưng mà bạn này quyết định mua chiếc xe của mình. Ban đầu là mình không có bán anh em, ban đầu là mình không có bán. Xong rồi trong một khoảnh khắc nào đó mình suy nghĩ, mình quyết định mình bán cái xe. Nguyên một đêm hôm nay mình không ngủ luôn anh em. Thôi kệ không sao, nói chung là bán con này mình cầm cục tiền, có thể là mình lấy cục tiền này mình chơi xe khác anh em. Hôm bữa là mình có hạ phụt kéo gấp, nhưng mà mình đã về lại cái gấp zin luôn, mình mua cái gấp khác mình gắn vô, sơn đen bóng đàng hoàng, gắt chân sơn lại. Phụt ở trong thì mình thay luôn cây phụt Red Leo mẫu mới anh em, vàng đen đó. Lớp là mình thay lớp mới luôn Michelin, mâm là mình sơn lại nè. Thì mình dọn như thế này á là mình để mình chơi luôn chứ mình không có bán. Nhưng mà bạn này năn nỉ mình quá, mình cũng bị siêu lòng luôn anh em. Cái đồng tiền nó ghê gớm lắm anh em, cái đồng tiền nó ghê gớm lắm. Cuối cùng thì mình cũng quyết định là bán cái xe này cho bạn này. Thì bạn này cũng là một người mua về để mà chơi, tầm khoảng 20 hai mấy tuổi anh em. Mình thấy bạn này cũng khá là nhỏ, mình có hỏi bạn này là em bao nhiêu tuổi rồi. Nếu mà bạn này nói 16, 17 tuổi là mình không bán luôn nha anh em. Bạn này nói là 20 tuổi, xem clip anh rất là nhiều. Hồi trước em đi chiếc Raider, bây giờ em đổi qua ẹt để mà chơi trải nghiệm. Nếu mà anh trải nghiệm xong rồi á, thì nhường lại cho em. Thì mình thấy nó cũng lọt cái lỗ tai mình quá, thì mình bán luôn. Sáng nay thức dậy thì bạn này không có liên hệ với mình tưởng là xong rồi. Bạn này nói sáng nay qua sớm để mà xem xe, mà sáng nay bạn này không qua. Trong lòng mình tự nhiên mình thấy vui. Kỳ cục vậy đó. Tự nhiên mình thấy vui. Cái mình bịa ra là chiếc xe này ủy quyền không được, sang tên không được, để cho bạn này bỏ ý định mua. Nhưng mà bạn này vẫn mua. Bây giờ sang tên không được em mua luôn. Trời đất ơi, khổ thiệt. Thôi kệ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đem chiếc xe này ra cho bạn đó xem. Thì bạn đó đang ở ngoài tiệm của mình nha anh em. Thì bây giờ đi ra đó. Em đâu? Em đây hả? Trời ơi.
Ở đâu lên lận? Ở An Giang lên. An Giang hả? Đây xe anh đây. Lùng tè luôn. Em cao mét mấy? Mét sao mấy hả? Ngồi thử coi. Ngồi lên đừng phái nha. Phục mới thay luôn, mới thay cái phục sau tức thì luôn. Phục sau anh mới thay, phục rất leo. Gấp cũng mới thay luôn, hôm bữa cái gấp kia kéo hư rồi. Nói chung là lùng quá cho nên là thay luôn. Thì phía trước là có dàn đĩa. Dàn đĩa Rambo, mão ốp carbon. Nói chung bây giờ em có thể ra tiệm mua xe khác cũng được, em có thể suy nghĩ lại. Lên tới đây rồi, không có suy nghĩ nữa. Bây giờ em qua mấy cửa hàng mua xe á, em mua chiếc xe ẹt giống như anh á, tầm cỡ ba mấy thôi. Cái này nói thiệt luôn. À, ba mấy, hai mấy cũng có nữa, chính chủ đàng hoàng. Nhưng mà lý do tại sao em lại chọn mua chiếc xe này? Phải không? Đâu có gì đâu. Ba mươi mấy thì mình mua về hư mình sửa, đó là chuyện bình thường. Mà người ta có bảo hành máy móc cho mình luôn. Cửa hàng bây giờ cũng uy tín lắm. Còn anh á, là người chơi, anh không phải cửa hàng. Thì khi mà em mua chiếc xe của anh á, có cái gì á là anh không có bảo hành máy móc được. Tại vì anh đâu phải là thợ máy đâu, đúng không? Đó. Thì cái xe này không có bùa, không có thuốc gì hết. Xe anh đi như thế nào thì anh để y như vậy anh bán. Không có rớt cái món nào ra, cũng không có gắn cái món nào vô. Thì cái phụt hôm bữa anh đi là phụt ra xin bôi. Nó cứng quá. Cho nên là anh thay phụt này, nó cũng cứng y chang. Khi mà cái xe 150 em gắn cái phụt 135 vô á, nó sẽ cứng nha. Cái phụt 135 á, đa số là nó sẽ cứng hơn phuộc 150 tại vì nó lùng hơn. Nhưng mà anh em lại chuộng cái phuộc 135 hơn. Đúng rồi, nhìn cái đít nó lùng. Thì cái này là thay lớp nhỏ luôn rồi. Anh đổi qua xì tai này là xì tai đường phố rồi, thay lớp nhỏ luôn nhưng mà vẫn đi tour được nha. Cái dáng này là em vẫn có thể đi tour được. Bạn này ok một cái thì chiều nay anh em mình ra ủy quyền luôn. Nói chung là ủy quyền nhanh gọn lẹ cho bạn này chơi Tết luôn. Chiếc xe này bây giờ nếu mà anh em đi sang tên á thì phải hạ zin nha. Thì một cái xe độ á, khi mình đi sang tên thì không thể nào xét xe được. Mình phải hạ zin xong rồi ra xét xe thì mình mới ra sang tên được. Còn nếu mà chơi như thế này á, thì mình ủy quyền. Thì xe này mình cũng đang đứng ủy quyền nha anh em. Mình cũng ủy quyền mình chơi chứ mình không có sang tên. Tại vì hồi đó mình mua mình cũng gấp gáp, mình cũng chơi xe ủy quyền thôi chứ không có sang tên. Mất thời gian lắm anh em. Thì cái này là tùy theo mỗi người thôi. Có nhiều người người ta muốn sở hữu luôn chiếc xe đứng tên á, thì mình khuyên là không nên mua chiếc xe này. Ha. Bây giờ em nói cho anh nghe em mê cái xe này ở chỗ nào. Rồi em phân tích cho. Thích kiểu xì tai như thế này đúng không? Bây giờ dọn dễ lắm, anh chỉ cho. Xì tai như thế này, em muốn giống như thế này đúng không? Giờ em muốn cái xì tai cái xe như thế này, em mua cái đời 2019 là đèn LED. Thì cái đầu đèn nó rất là đẹp. Đó. Em vô cái tai, vô con heo. Vô đằng trước thôi. Không nhiều hết mấy triệu à.
Còn cái dàn bánh á là em đi mâm Racin Boy nè, đi lớp nhỏ cũng được, lớp lớn cũng được, gấp thì mình đi gấp jean, cái phuộc thì thay phuộc nào không được. Ngoài ra đâu có gì đâu, cái trợ lực này 2 triệu mấy, cục máy bây giờ làm rẻ mà, hồi xưa anh làm cục máy này 3 mấy triệu, hồi trước anh làm cục máy này là 3 mấy triệu, còn bây giờ là nếu mà anh em làm chắc khoảng 2 mấy. Với phần bây giờ công an nhiều lắm, em đi làm xe mà em xui xui bị kiểm tra là em bị tịch thu xe luôn á, bị phạt luôn á. Ừ, cho nên mày mua chiếc xe này tao sợ mày chạy về dưới là mày chưa tới nhà là bị vô đồn rồi đó. Cái xe này dùng để đi tour thôi đó, có dịp nào đó mình xách nó đi tour, chứ chạy vòng vòng trong phố này kia ở đây chơi không được. Ở đây bây giờ anh để ở nhà không à, để ngắm không à đó. Thì bây giờ anh cho em lời khuyên đi ha, bây giờ trong tài khoản em có bao nhiêu, giờ anh cho em lời khuyên để em chơi. Bây giờ trong tài khoản có bao nhiêu? 50 không? Hơn 50 đúng không? Bây giờ em muốn mua ạt độ hay là muốn chơi ạt zin? Chơi độ đúng không? Bây giờ mình mua cái xác xe thôi, mua xe ở dưới em luôn, xe chưa độ, xe cũ thì nó khoảng chừng 20 mấy thôi, 20 mấy triệu là có một chiếc rồi, giá cố định rồi. 20 mấy bây giờ gì em tha hồ em làm, cục máy em bỏ làm tầm 20-20 mấy à, là vẫn còn ít mà, còn dư tiền em dọn mà, thì em sẽ dọn chiếc xe theo ý của em luôn đó, đúng không? Còn nếu muốn mua xe mới á, là mình ra hãng mình mua chiếc xe mới về luôn, mà xe mới về mình độ nó ổn lắm. Đúng rồi, về độ nó ổn lắm. Bây giờ muốn chơi xe độ thì đừng mua xe mới, mua xe cũ mà mua biển số với em luôn, cho nó dễ ra tên này kia, nhanh gọn lẹ, phải không? Đó, mua về em làm cục máy lên, em giữ đồ zin lại cũng được, làm cục máy lên. Còn về ngoài em nhìn theo chiếc xe anh em dọn, nó y chang luôn, nó không khác gì hết. Nó sẽ tốn tiền nha. Bây giờ em mua chiếc xe này 40 mấy đi, thì em dọn chiếc xe của em nó cũng 40 mấy thôi, nó cũng trong khoảng đó thôi. Nhưng mà em dọn chiếc xe của em sẽ tốn thời gian hơn, nhưng mà nó vui cái là em được trải nghiệm, trải nghiệm từng món từng món từng món, rồi cái máy mình làm gì, máy mới như thế nào này kia, bài bọng là tự em set up luôn. Còn em mua cái xe này á là giống như là anh dọn sẵn cái xe của anh chứ không phải xe của em đó, anh cho em lời khuyên như vậy. Xe này tiếp tục anh để anh chơi, anh để quay clip cho anh em coi. Chứ thiệt sự luôn, cái xe này anh quyết định anh không bán hôm bữa rồi, xong rồi anh mới đi sửa lại nè, anh mới dọn lại nè, nó dọn cho nó ken, anh dựng anh chưng chơi. Tại vì anh cũng còn mê lắm, chưa muốn bán. Ví dụ như anh bán chiếc này đi, có thể là anh mua xe khác, anh không còn chơi ẹt nữa. Hoặc là anh bán chiếc này xong, anh mua chiếc ẹt, anh làm cục máy khác nữa, cũng có thể. Hôm nay xác định là nếu bạn này đồng ý mua, mình sẽ bán chiếc xe luôn. Ra riêng mình mua 155 hay là ẹt nhỏ hay là 150 gì đó, mình làm tiếp. Nhưng mà bạn này gia đình không cho mua chiếc xe này, kiểu như là cái xe này nhìn nó ghê quá, nhìn nó thấy gớm quá, mà nó tính ôm mấy lần, cho nên là ba bạn này kêu là về tính lại, thì cho bạn này tính lại đi, thì qua Tết có gì em chạy lên. Xe này anh đâu có đang bán nữa đâu, bây giờ xe này nó chỉ có cơ duyên với em thôi. Qua Tết nếu mà em chưa mua xe thì em chạy lên cũng đó. Còn bây giờ cái gì tính lại đi, hoặc là theo ý anh đó là anh khuyên em đó là mua xe cũ gì chọn đó, thì nếu mà không biết chọn thì nhắn tin cho anh hỗ trợ cho. Kiểu như mấy cái món đồ này nè, em không biết chỗ mua, anh sẽ chỉ cho em những chỗ mua rẻ và ngon. Rồi máy móc không biết chỗ làm thì anh sẽ chỉ cho em chỗ làm. Làm nhẹ thôi là được rồi, là mình đi cái mua móc được rồi. Còn về chân này nếu mà không có chỗ sơn, chạy lên đây anh sơn cho, sơn xi ở đây em làm mà. Nói chung dọn chiếc xe nó dễ lắm, nếu mà chiếc ẹt dọn dễ lắm, thật sự luôn, dọn nó dễ ẹt ra. Nè mấy cái này mình giữ lại, như con heo này mình giữ lại, mình thay hôm trước thôi.
mà theo trước mà em không đi đem bồ mà em đi anh đi mốt này kia nó còn rẻ tiền dữ nữa, có một triệu con là con dây cũng chắc nhẹ, mà dàn đi trước cũng được chơi được rồi đó. Còn cái phụ này bây giờ triệu mấy với nhau, phụ anh đang gắn là triệu mấy à, cái kia tháo bán rồi cũng đâu còn đâu đó. Dàn áo hẹt bây giờ rẻ mà, dàn áo chiếc hẹt bây giờ tầm cỡ 2 triệu 2 triệu mấy là có bộ, còn mấy đen sơ lại, nhưng mà nghĩ là thay luôn đẹp hơn, phải áo rẻ mà. Còn trong ấy thì mình chơi một con gì ai sơ nước này đơ chơi sơ chia rồi hả, người bán à, đổi qua Winner không? Không thích Winner. Không thích Winner. Chó dạo không có. Không mê Winner luôn. Hơi có sao chia với người hẹp. Em không thích Winner ở điểm nào? Kiểu nhìn nó cao rồi sao? Nhìn nó cao. Đúng rồi, anh cũng vậy. Cái chiều cao y nó cao quá, ngồi nhón nhón nó khó chịu lắm. Ok, thì cái xe này mình sẽ giữ lại mình chơi tiếp anh em ơi. Nói chung là cái gì nó cũng phải có cái duyên đó, như bạn này có cái duyên tới đây mọi chuyện thuận lợi hết thì bạn này lận cái xe gì đó ok, còn bây giờ nó không có cái duyên, nó tục tặc từ đầu rồi thì em lận cái xe này về người nhà người kia người này người kia nó qua nó lại nó mệt đúng rồi. Có gì em có đi em hỏi ông cái có gì về hả, thoải mái hơn chút ok. Vậy thì về mua chiếc xe khác dọn đi, có gì anh hỗ trợ cho. Chị không biết làm chị chứ. Chắc về thì bạn nào bạn nào đi. Rồi ok, thì mình cho bạn này về bàn lại. Nói chung là tính toán kỹ đi, rồi hãy lên đây. Mình có tư vấn cho bạn này là có thể mua 155 để mà chơi. Tình hình hiện tại đang căng thẳng thì mình có thể chơi 155 bu xăng lửa này kia cũng mạnh, đi tour ok. Dán mã này kia có thể dọn nha. Đó, hoặc là mua xe cũ về độ lên giống chiếc này, nó cũng ra nhiêu đó tiền. Mua chiếc này cũng được, mà mua chiếc này thì khó ra tên, kiểu như là mấy độ mà, cho nên là sang tên phải hạ zin thì mình đi xét xe mới được anh em. Rồi, thì anh tặng cho em cái móc khóa nè. Dạ, em cảm ơn nha. Ok. Vậy ha. Dạ. Thì anh bạn có gì liên hệ anh. Ok, có gì liên hệ lại anh. Gần Tết rồi cũng lu bu quá à. Dạ đúng rồi. Tự nhiên thấy mày nhắn tin làm tao cũng quýnh theo. Rồi cứ nghe theo lời ba với cậu đi. Từ từ hãy tính. Kiếm chiếc xe cho ngon lành để mình đi ha. Thì anh chúc em là mau kiếm được xe ngon để mà chơi. Có gì anh hỗ trợ cho, liên hệ anh. Rồi vậy ha, bye bye em. Ok. Tiếp tục bán hột chiếc xe này một lần nữa nha anh em. Hôm bữa cũng có người qua đây coi xe, coi đi, coi lại, coi tới, coi lui. Cuối cùng quyết định là để tính lại. Thì bạn này cũng tính lại. Đó. Ok. Lúc mà muốn bán thì không ai mua, mà lúc không muốn bán thì cũng không ai mua luôn. Để chơi tiếp không sao anh em, tại vì mình cũng chưa kẹt lắm đâu. Khi nào kẹt tính tiếp. Rồi. Đó. Ok, bye bye anh em nha.